Lưu Hương xin gửi lời chào yêu mến đến quý thính giả của Đài Hà Nội. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh podcast mang tên Lưu Hương Blog Chiều. Bạn thân mến, mọi sự trên thế gian này vốn không thể tồn tại riêng biệt. Chính vì thế mà trong đời sống, mỗi người chúng ta đều phải có sự nương tựa qua lại. Trong những bước đầu bỡ ngỡ hoặc khi gặp những nghịch cảnh lớn lao mà bản thân ta không đủ sức để chống chọi, thì sự hỗ trợ hết lòng và hợp lý của những người xung quanh sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để chúng ta ổn định và đi tới. Nhưng nếu sự nương tựa ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ hình thành trong chúng ta thói quen khiến cho ta trở nên dựa dẫm. Và đến một lúc nào đó, sự nương tựa quá đà sẽ mang đến những hệ lụy khôn lường. Mấy hôm nay, cộng đồng mạng xôn xao về chuyện của một thần đồng đỗ đại học năm 10 tuổi và học tiến sĩ năm 16 tuổi, nhưng lại không có công ăn việc làm, ở tuổi 28 mà vẫn sống nhờ vào bố mẹ. Và chàng trai 28 tuổi đó còn cho rằng ngồi một chỗ và không làm gì là chìa khóa dẫn tới hạnh phúc suốt đời. Năm 16 tuổi, trở thành nghiên cứu sinh ở một ngôi trường hàng đầu. Khi đó anh còn yêu cầu bố mẹ, những người sống ở một tỉnh xa, phải mua cho mình một căn hộ ở thành phố có trị giá hàng trăm ngàn đô la. Anh dọa là nếu như bố mẹ không mua nhà thì anh sẽ bỏ bằng thạc sĩ và không học tiến sĩ. Cuối cùng thì bố mẹ anh thuê một căn hộ và nói dối là đã mua nó. Anh cho rằng mua nhà, tìm việc làm tốt, có hộ khẩu tại thủ đô của đất nước anh là thành công. Bố mẹ anh trông đợi anh định cư ở đó hơn bất kỳ ai. Do đó, bố mẹ anh đã rất cố gắng để anh đạt được điều này. Học xong tiến sĩ, trở thành giảng viên đại học, nhưng lại từ chức sau 2 năm. Hiện nay thì anh không có việc làm toàn thời gian. Và trong tài khoản ngân hàng thì chỉ có chút tiền ít ỏi không đáng kể, sống trong căn hộ thuê và vẫn phụ thuộc tài chính vào bố mẹ. Anh còn nói về cha mẹ của mình rằng họ nợ anh. Căn hộ mà họ lẽ ra nên mua cho anh bây giờ sẽ có giá cao hơn gấp 10 lần. Nghe câu chuyện đó thì Hường không biết phải nói gì. Người ta bảo anh ấy là một người tài giỏi. Chắc thế. Không giỏi sao được khi mà mới 10 tuổi thì đã đỗ đại học và 16 tuổi thì đã đỗ tiến sĩ. Nhưng mà chắc bạn cũng như Hường sẽ mang theo một nỗi băn khoăn. Đó là một người tài giỏi đến mức mà được người đời gọi là thần đồng. Với một quan điểm sống, ngồi một chỗ và không làm gì là chìa khóa dẫn tới hạnh phúc suốt đời ấy. Sẽ giúp ích được gì cho chính bản thân mình, chứ chưa nói gì đến việc mang lại giá trị cho đất nước, cho xã hội bằng chính sự tài giỏi đó của mình. Còn cha mẹ của anh thì hẳn cũng chẳng vui vẻ gì khi cố công nuôi dạy ra một thần đồng để cuối cùng lại nhận lại một người con sống dựa dẫm và vô ơn. Bạn biết đấy, cuộc sống luôn có những bậc cha mẹ vì quá yêu con nên không dám để cho con mình làm việc vất vả. Dù đó chỉ là những công việc rất căn bản mà mọi đứa trẻ phải tự trải nghiệm, thậm chí là tình nguyện đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của con. Nên khi lớn lên, ta luôn gặp rắc rối trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn. Khi làm việc, ta luôn tìm mọi cách để được xung quanh chú ý và nâng đỡ. Khi tiếp xúc với mọi người thì ta luôn mong được công nhận và khen thưởng. Khi yêu, ta luôn bị cuốn vào người mình yêu đến mức không lối thoát. Cho đến khi đối tượng dựa dẫm không còn nữa thì ta bị hụt hẫng hoàn toàn và gục ngã. Đến lúc này thì Hương bỗng nhớ đến câu chuyện của một cậu bé mù.
có một cậu bé mù đến nhà một người bạn chơi. Do mải mê trò chuyện nên cậu bé không hay biết là trời đã tối. Lúc đó thì người bạn liền thúc giục cậu bé hãy mau ra về và đưa cho cậu bé một cây đèn. Cậu bé tức cười hỏi, anh đưa cây đèn cho một kẻ mù như tôi để làm gì? Lúc đó thì người bạn liền giải thích, anh cầm cây đèn này, người ta thấy anh thì họ sẽ tránh. Nghe thấy có lý, cậu bé vui vẻ cầm cây đèn ra về. Cậu bé mạnh dạn lao thẳng về phía trước vì tin chắc rằng hôm nay ai cũng sẽ tránh mình. Nhưng chẳng bao lâu, có một người đâm sầm vào cậu và cả hai đều ngã nhào. Lúc đó vừa đau vừa tức, cậu bé đã hét lên, bộ anh mù hay sao mà không nhìn thấy cái đèn của tôi? Lúc đó thì người kia ôm bụng cười và trả lời, cái đèn của anh đã tắt từ lâu rồi anh mù ơi. Bạn biết không, có nhiều lúc Hường cảm thấy mình cũng giống như cậu bé mù kia. Dù biết rằng mình có thể đi đường vào ban đêm cũng như ban ngày bằng kỹ năng đặc biệt mà mình từng luyện tập, nhưng từ khi được trao cây đèn, thay vì phối hợp cả hai thì mình lại dựa hẳn vào cây đèn mà bỏ qua khả năng dò đường của mình. Không hề biết là cây đèn còn dầu nhiều hay ít, và cũng không biết rằng cây đèn đó có thể sẽ bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Vậy mà mình cứ tin tưởng vào nó một cách tuyệt đối, cho đến khi ngã một cú đau điếng rồi mà vẫn chưa biết rằng cây đèn đã bị tắt từ lâu, lại còn đổ thừa cho người khác. Từ khi cuộc đời trao cho chúng ta quá nhiều cây đèn tiện nghi vật chất và tinh thần, ta đã trở nên phụ thuộc vào chúng, dựa dẫm hoàn toàn vào chúng mà quên mất rằng dù luôn có những người thân yêu bên cạnh nâng đỡ ta, thì ta vẫn không được xem đó là cái cớ để thiếu đi trách nhiệm tự chèo lái và làm chủ con thuyền của đời mình. Biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu. Sóng bạc đầu và núi chìm sâu, ta về sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã giữa tim cho tôi thấy hết tim người. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu. Giấc ngủ nào dường chiếu quạnh hiu, trăng mơ quê cũ người.
gió đồng vi vu vạt nắng vàng nhạc lời. Biển sóng đừng âm u, đừng nuôi trong ấy trái tim thù. Sóng bạc đầu và núi chim sâu, ta về đâu đó, về chốn nào mây phủ. Bồn bề nương dâu, ta tìm em nơi đâu? Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng năm đâu? Biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã. Biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã giữa. Bạn thân mến, bạn vừa nghe Hường hát ca khúc Sóng về đâu, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hường hát ca khúc này dưới sự hỗ trợ đệm đàn của nghệ sĩ Lê Việt Cường. Thời gian dành cho câu chuyện chiều nay của chúng ta cũng khép lại rồi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào chiều mai.